mà Bộ Y tế công bố có những bệnh nhân dương tính về từ chuyến bay này chuyến bay kia và đã được đưa cách ly ngay. Nhưng thực tế là họ cũng đã tiếp xúc trực tiếp với các kiểm soát viên của công an cửa khẩu trong quá trình làm thủ tục để nhập cảnh vào và đưa đi cách ly. Họ vẫn vào, họ vẫn làm thủ tục, họ vẫn phải đưa hộ chiếu giấy tờ, vẫn phải yêu cầu họ cởi khẩu trang, bỏ tất cả các những cái che mặt để nhận diện, bởi vì cái công tác nghiệp vụ vẫn phải đảm bảo là không được để sót lọt người ta lợi dụng dịch bệnh để người ta sử dụng hộ chiếu giấy tờ giả, sử dụng hộ chiếu giấy tờ của người khác, đấy, lợi dụng những cái chuyến bay nhân đạo để được về nước, vừa là một mặt phòng chống dịch bệnh, vừa để hợp lý hóa cái hộ chiếu giấy tờ giả mà người ta đang sử dụng đó. Cho nên cái công tác nghiệp vụ cho đến thời điểm này vẫn phải đặt lên trên hết, thì vẫn là tiếp xúc trực tiếp với những mối nguy hiểm chứ chưa phải là hết, nó chỉ là ít hơn mà thôi. Lực lượng công an nhân dân nói chung và công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài nói riêng, chúng tôi luôn xác định thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy, đó là kim chỉ nam trong mọi hành động, đặc biệt là điều số 5 và số 6, đó là đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Số 2 ở cửa số 2. Cái nguồn bệnh là xuất phát từ nước ngoài về Việt Nam rất là nhiều. Cái sự nguy hiểm của cái dịch bệnh này xác định đó là một kẻ thù vô hình. Chúng tôi không biết, không nhìn thấy, không nghe thấy. Trong lúc mà làm thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh, tiếp xúc trực tiếp với hành khách, tiếp xúc trực tiếp với những cái đồ vật của họ mang theo, ví dụ như là hộ chiếu, giấy tờ, bất kỳ một cái sai sót rất là nhỏ thôi trong cái quá trình kiểm soát xuất nhập cảnh thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là lớn trong cái việc phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình chúng tôi triển khai công tác thì phải xác định là phải tự bảo vệ cho bản thân mình, cho cán bộ chiến sĩ, cho đồng đội của mình bằng những cái biện pháp mà đã được Bộ Y tế triển khai. Bất kỳ một cái hiểm nguy nào chúng tôi sẵn sàng đối đầu và vượt qua, không ngại gì hết. Trong cái thời gian vừa qua, một số cán bộ chiến sĩ mặc dù hết sức lo lắng vì vợ sinh con nhỏ ở nhà, bố mẹ già không biết chăm sóc có được như ý hay không, và những cái thời điểm thì cần phải có mình ở bên cạnh, và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ nữ, cái việc một tháng không được gặp con nó là chuyện bình thường, nhưng mà phải xác định có những buổi chiều đứng ở cửa sổ để nhìn buồn lắm, nhớ nhà, nhưng mà cuối cùng thì cũng vượt qua. Và cái thành công lớn nhất cho đến bây giờ đó là không có một cán bộ chiến sĩ nào chúng tôi bị lây nhiễm dịch bệnh. Đó cũng là một cái may mắn. Chúng tôi vẫn động viên nhau, đó là một cái may mắn. Nghiêm! Chào! Thôi!